Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với STU, bản tin cập nhật tin tức nhanh có trong ngày. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật tin tức mới nhất có trong hôm nay nhé. Những ngày vừa qua thì tình hình dịch bệnh COVID-19 lại trở nên phức tạp hơn khi phát hiện có nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng. Và hiện tại thì đã có gần 170.000 học sinh sinh viên đã phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 và con số này còn có thể tăng lên nữa. Ngay mới đây thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã lên tiếng thông báo về việc tổ chức thi học kỳ 1. Những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn đang diễn biến phức tạp hơn sau khi phát hiện có nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng. Mặc dù là tình hình cơ bản đã được kiểm soát, nhưng tất cả mọi người dân đều cần phải nâng cao ý thức và tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố đã có gần 170.000 học sinh sinh viên đã phải nghỉ học, trong đó thì có khoảng 8.200 học sinh và 663 cán bộ giáo viên khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phải tạm ngưng việc học và dạy. Đến nay thì có 8 trường phải cho toàn bộ học sinh nghỉ và 195 trường hợp nghỉ một số lớp. Sở Giáo dục cũng đang phối hợp cùng với ngành y tế để khoanh vùng các trường hợp F3 và F4. Đây cũng là thời gian cho học sinh sinh viên chuẩn bị bước vào giai đoạn nước rút ôn thi học kỳ 1 nên không phải tránh khỏi tâm lý hoang mang lo lắng của các bậc phụ huynh học sinh sinh viên. Theo ông thì việc kiểm tra cuối học kỳ 1 năm 2020-2021 sẽ theo phương án học tới đâu sẽ kiểm tra đến đó. Học sinh làm bài kiểm tra cuối kỳ 1 từ giữa tháng 12-2020 đến đầu tháng 1-2021. Riêng các học sinh phải nghỉ học do dịch bệnh thì các trường sẽ tổ chức kiểm tra cuối kỳ theo hướng chia đôi lớp học, đảm bảo giãn cách, mỗi học sinh ngồi một bàn. Với học sinh phải thực hiện cách ly thì nhà trường sẽ bố trí sắp xếp thời gian phù hợp và đề thi phù hợp. Trong thời gian nghỉ học do dịch, giáo viên và nhà trường cần bổ sung kiến thức cho học sinh sinh viên bằng cách dạy trực tuyến. Hình thức này các trường hầu như đã có kinh nghiệm sau đợt COVID-19 bùng phát vừa qua. Và mọi thông tin tiếp theo sẽ được SNews chúng mình cập nhật một cách nhanh nhất trên bản tin của SNews. Và mọi người đừng quên là hiện tại SNews chúng mình đã có mặt trên nền tảng video TikTok. Nếu mọi người quan tâm phải có đừng quên follow chúng mình nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.